Sau những ngày tháng lao động vất vả, khi trở về buôn làng, những chàng trai được cô gái yêu quý của mình tiếp đón nhiệt tình. Phần thưởng của họ là ly lục cần hoặc tà bạc. Lúc này những nụ cười rạng nở dành cho nhau thể hiện tình yêu nồng thắm, sự chung thủy của người cô gái. Tình hoa ra biết.